Chưa chi ủy chi bộ thôn Xuân Na, làng văn hóa Xuân Na, kính thưa các quý vị đại diện cho được trưởng các dòng họ, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh, chị em, con cháu, họ nội, họ ngoại, đã đến giờ làm việc. Ban tổ chức xin tuyên bố lễ cắt băng khánh thành nhà thờ họ Bùi Văn thôn Xuân Na xin phép được bắt đầu. Trân trọng kính mời ông Bùi Vĩnh lên đọc diễn văn lễ khánh thành. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xã Thanh Sơn. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho thôn Xuân Na, làng văn hóa Xuân Na. Kính thưa các cụ đại diện cho bản đình làng, văn miếu chùa Linh Sơn, Xuân Na. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, giai gái, dâu rể, nội tộc, ngoại tộc, dòng họ Bùi Văn Xuân Na. Kính thưa các cụ đại diện các dòng họ trong làng Xuân Na. Trong khi còn trăm mối bộn bề, khó khăn lo toan về cơm áo gạo tiền, nhưng nhờ phúc ấm của tổ tiên, dòng họ, các cụ, các ông, các bà, con cháu đã phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng thành công nhà thờ. Lễ cắt băng nhà thờ tổ hôm nay trong không gian thời tiết đẹp, ngày tốt, tháng tốt, hậu duệ gia tộc dòng họ Bùi Văn hội tụ về đây dâng nén hương thơm, long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành nhà thờ tổ. Thay mặt hội đồng gia tộc và hậu duệ con cháu dòng họ Bùi Văn, tôi xin tuyên bố lễ cắt băng khánh thành nhà thờ Xuân Na bắt đầu. Xin kính mời bác trưởng tộc Bùi Văn Vườn lỗi trống. Đại biểu các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, giai gái, các vị đại diện cho trưởng các dòng họ, một lần nữa tôi xin kính chúc sức khỏe các quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Trân trọng kính mời ông Bùi Văn Vườn, trưởng tộc dòng họ Bùi Văn, ông Bùi Văn Quỳnh đại diện ngành đề nghị, ông Bùi Tuấn Ban đại diện ngành đề tam lên cắt băng khánh thành. Xin kính mời các ông. Chiều 2
mãi mỗi ngày. Quê hương là đường đi học, con về dợp ứng vàng bay. Quê hương, mỗi một con người được sinh ra từ bầu thai lòng mẹ, hơi thở đầu đời trong hơi ấm hồn quê đông, quê cha đất tổ, nơi sinh thành dưỡng dục tuổi ấu thơ cứ cuồn cuộn suốt dòng đời. Thổn bằng ơn nghĩa tổ tiên, toàn thể thành viên trong dòng họ đã chung tay góp sức, vượt mọi khó khăn quyết tâm xây dựng nhà thờ Từ Đường. Đến hôm nay, trong niềm vui hân hoan phấn khởi, ngôi nhà thờ Từ Đường đã chính thức được mình và tổ chức đại lễ khánh thành yên vị hữu linh ở cung Thỉnh Chân Linh Á Xuân A, xã Thanh Sơn. Cung thỉnh các vị đại vương quan thần thổ địa bản xứ, cung thỉnh cụ Thủy Tổ cùng đăng đẳng địa vị chân linh dòng họ Bùi Văn. Kính thưa các cụ lão ông lão bà cùng toàn thể quan viên nội ngoại dòng họ Bùi Văn làng văn hóa Xuân A, hôm nay thật vinh dự cho chúng tôi, đội tế tửu lam của dòng họ Ngô Xuân được ban khánh tiết dòng họ Bùi Văn thỉnh mời về đây dự lễ và cử hành lễ tế tửu trong ngày đại lễ khánh thành ngôi nhà thờ Từ Đường của dòng họ. Với tấm lòng thành kính thắp nén hương thơm, xin được tiến lễ tổ tiên dòng họ Bùi Văn tam tuần tửu tế. Trực tế được tổ chức trang trọng thành kính với sự thể hiện của các ca công vũ nhạc, các quan tế viên của dòng họ Ngô Xuân làng văn hóa Xuân A. Giờ đây với tấm lòng thành kính của toàn thể thành viên trong dòng họ Bùi Văn, một lòng kính mong các vị đại vương quân thần thổ địa, kính mong hương linh cụ Thủy Tổ cùng đằng đẳng địa vị chân linh trong dòng họ Bùi Văn luôn được mạnh, cụ Thủy Tổ luôn được mạnh khỏe, gia cảnh hương long, dưới chân tâm đầu ý hợp, bốn mùa tám tiết khang ninh, an khang thịnh vượng, tam tuần tử tế kính dâng, lòng thành con cháu mong người hiển linh, hương phù tổ tiên độ trì, bách gia họ tộc mọi bề an vui, dưới trên nội ngoại một lòng, chung tay xây dựng họ Bùi Văn trường tồn.
Thank you.
cư ở vùng tổ tập khánh thành cần dĩ phù nam thanh công thiên văn thương đăng vinh phục hoàng hữu cả thiết dẫn chân tham linh tràng thành kim bản xứ thì quan thiết dẫn tráng phó cũng tràng đô đại thượng quốc dương giới biển đảo Bùi công tử chân linh, Bùi công tử phúc lưu chân linh, từ huyền nhất tổ hạ chí huyền tôn đẳng đẳng chi nga tổ cửu trần thế đi âm tế tử liêu mai mỹ nhật phúc năm trung tử y đức xích thiết ai tầm cung cao cao chi tổ khảo Bùi công tử phúc ất chân linh, Bùi công tử phúc tử chân linh. Cao cao chi tổ tỷ đặng thị chất chân linh, Bùi công tử phúc tề chân linh. Cao cao công hỷ giỏi chân linh, tăng tổ tỷ vô thị thừa hành chân linh. Có tăng tổ khảo Bùi công hỷ á chân linh, tăng đồ tỷ vô tỷ ghé chân linh, công quý nông chân linh, tổ tỷ vô tỷ nhạc chân linh, tổ tỷ vũ tỷ xe chân linh, thứ tỷ vô tỷ phần chân linh, thứ tỷ vô tỷ cưỡng chân linh, viên tỷ trình thị diễu chân linh, viên khảo bùi văn khóa chân linh, viên tỷ vũ thị bèn chân linh, viên khảo bùi văn nắp chân linh, viên tỷ trinh thị viên tỷ viên tỷ tha chân linh, tứ tỷ vũ thị đền chân linh, viên khảo bùi văn vân chân linh, viên tỷ chân linh Bùi văn thơ chân linh, Bùi thị thần chân linh. Chân linh, Bùi văn thảo chân linh, Bùi văn minh chân linh. Thank you.
Xa. Cho phép tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể các ông, các bà, các anh, chị em, con cháu, nội ngoại đã về hội tụ đông đủ trong buổi lễ khánh thành nhà thờ hôm nay. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, nhà thờ nội tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tâm linh với người dân Việt Nam, là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ, ngày Tết con cháu hội tụ cùng nhau kính cẩn dâng hương tưởng nhớ tri ân các bậc tổ tiên, là nơi con cháu bày tỏ ước mong nguyện cầu để tổ tiên phù hộ độ trì che chở muôn đời được hồng ân phúc ấm. Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ gia phả, sổ vàng công đức, nơi ghi danh các bậc hiền tài để con cháu học tập và noi theo. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn và ăn quà những người trồng cây, với tấm lòng hiếu kính tri ân các bậc tổ tiên, con cháu nội tộc Bùi Văn đã cùng nhau xây dựng nhà thờ họ. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 4 tháng 11 năm 2020. Quá trình xây dựng nhà thờ đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhưng với tinh thần quyết tâm cao, với sự tham gia đóng góp của cải tiền bạc, công sức của các gia đình, cá nhân, con cháu trong họ, và sau hơn một năm xây dựng, đến nay nhà thờ họ đã hoàn thành các hạng mục công trình. Và hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi, hân hoan của những ngày tháng 4, tháng 5 lịch sử, kỷ niệm giải phóng đất nước 30 tháng 4, giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5, họ tộc Bùi Văn, thôn Xuân Na, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ. Về dự lễ khánh thành tổ Bùi Văn hôm nay, ban tổ chức xin được lòng nhiệt chào đón và trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Đức Lệnh, Phó Chủ tịch Cộng đồng Họ Bùi, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Xuân Hùng, Bí thư chi bộ thôn Xuân La, xã Thanh Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Hữu Huỳnh, trưởng thôn, trưởng làng văn hóa Xuân La, xã Thanh Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện cho cấp ủy, chính quyền, làng văn hóa, đình, chùa, miếu Xuân La và đoàn Tế Lam. Các ông bà đại diện các dòng họ Bùi Hữu, họ Vũ Văn trên địa bàn thôn Xuân La. Ông Bùi Văn Vườn, trưởng tộc họ Bùi Văn và các huynh thứ trong ba ngành họ tộc Bùi Văn cùng các thành viên trong họ, các ông, các bà, các con, cháu, trai, gái, dâu, rể đã dành thời gian hội tụ đông đủ đến chứng kiến và chúc mừng buổi lễ trọng thể này. Một lần nữa, ban tổ chức trân trọng kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, vừa qua chúng ta đã được chứng kiến nghi lễ cắt băng khánh thành nhà thờ đầy trang trọng và ý nghĩa linh thiêng. Phần tế tổ của đoàn tế tử Lam dòng họ Ngô Xuân rất đậm đà nét truyền thống. Kính thưa toàn thể buổi lễ tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Vĩnh, đại diện dòng tộc lên đọc diễn văn khánh thành. Xin trân trọng kính mời ông. Lời đầu tiên, thay mặt cho hội đồng gia tộc và hậu duệ dòng họ Bùi Văn, tôi xin lòng nhiệt chào đón và kính chúc sức khỏe các quý vị đại diện cho chính quyền địa phương xã Thanh Sơn, các vị đại diện cho cấp ủy thôn Xuân La,
các vị đại diện cho bản đình, chùa Linh Sơn, văn miếu Xuân A, đại diện trưởng các dòng tộc, các cụ, các ông, các bà, toàn thể con cháu, trai gái, dâu rể, nội tộc, ngoại tộc đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xã Thanh Sơn, các vị đại diện cho chi ủy làng văn hóa thôn Xuân A. Kính thưa các quý vị đại diện cho cộng đồng dòng họ Bùi, huyện Kiến Thụy. Kính thưa các vị đại diện cho bản đình làng, chùa Linh Sơn, văn miếu Xuân A. Các vị đại diện trưởng các dòng họ của làng Xuân A. Thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, con cháu, dâu rể, trai gái, nội tộc, ngoại tộc, hậu duệ dòng họ Bùi Văn Xuân A kính mến. Với mỗi con người, ai cũng có một miền quê để thương, để nhớ. Dù đi đâu, về đâu, mỗi khi nghĩ đến quê hương, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, ta lại cảm thấy lòng mình ấm áp, lạ thường. Thật vậy, cây có cội mới trổ cành xanh lá, nước có nguồn mới bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ, ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quế hòe thịnh vượng, thọ trường an khang. Sự tinh hoa đó của ông bà đã truyền sang cha mẹ, rồi đến thế hệ các con, các cháu chắc. Cứ thế và như vậy thôi, đã làm nên tinh hoa của một dòng họ. Các dòng họ như vậy làm nên một dân tộc anh hùng, để cho người Việt Nam chúng ta hôm nay luôn tự hào là con rồng cháu tiên. Công lao sinh thành dưỡng dục đó đã như câu ca xưa để lại: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Những vần thơ âm điệu câu ca đó được lâng lưu và ấp ủ cất lên trong bao lời du người mẹ trẻ, bên cánh võng vành nôi còn thơm hơi lòng sữa ngọt. Giờ đây, mỗi người, chúng ta ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu lặng ân tình này, để càng biết ơn về cội nguồn, quê hương, tổ tiên và các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ. Thưa toàn thể các quý vị, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2022, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Nhâm Dần. Ngày lành, tháng tốt, không khí tôn nghiêm phấn khởi với tấm lòng thành kính và truyền thống lương hướng về cội nguồn, tiên tổ, các bậc tiền nhân, ông bà, cha mẹ, hậu duệ gia tộc dòng họ Bùi Văn Xuân A tụ hội về đây kính cẩn dâng lén hương thơm và long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà thờ tổ. Thay mặt cho ban tổ chức, hội đồng gia tộc và hậu duệ dòng họ Bùi Văn, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý, đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Làng văn hóa Xuân A đã dành thời gian quý báu của mình về đây chung vui cùng dòng họ chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui mừng được đón tiếp các vị đại diện cho bản đình, chùa Linh Sơn, văn miếu và các vị trưởng các dòng tộc trong làng Xuân A, các bà con làng xóm, trai gái, dâu rể, nội tộc từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã về đây dự lễ khánh thành nhà thờ trong không khí vui mừng, phấn khởi, vui vẻ, tôn nghiêm và long trọng này. Sự có mặt của các quý vị đại biểu, khách quý, bà con làng xóm, các cụ, các ông, các bà, toàn thể con cháu đã làm lồng ấm tình thân dòng họ tộc và biết nhớ ơn về cội nguồn, quê hương. Kính thưa các quý vị, sự có mặt của các quý vị đại biểu, khách quý, bà con làng xóm, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể con cháu đã làm lồng ấm tình thân dòng họ và nhớ ơn về cội nguồn, quê hương, tiên tổ và các vị tiền liệt. Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến toàn thể các quý khách, các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, trai gái, dâu rể, nội tộc, ngoại tộc, dòng họ Bùi Văn trong nước và nước ngoài
đã có tấm lòng thơm thảo, cung tiến, đóng góp về vật chất, tinh thần, tiền của đất đai xây dựng nhà thờ tổ. Và cũng vì điều kiện đã không có mặt trong buổi lễ trọng thể này, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, con cháu, nội tộc, ngoại tộc, dòng họ Bùi Văn. Dòng họ Bùi Văn đã có từ bao đời nay, khởi nguồn từ cụ Thủy Tổ, Bùi Công Tự Phúc Lưu, Bùi Tổ Chứ, là người ở Mạn Trong di cư ra Hải Phòng, vùng đồng bằng Bắc Bộ vào thế kỷ thứ 16. Cụ dừng chân tại làng Xuân La, Tổng Trà Phương, nay là thôn Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng vào những năm 1937-1938. Cụ đã học và đỗ tiến sĩ, ra làm quan đến chức tri phủ. Cụ đã giúp dân làng Xuân La từ thuở sơ khai nơi còn hoang vu hẻo lánh, đã cùng con cháu trong làng khai khẩn đất đai, xây dựng cổ truyền dòng họ. Qua nhiều thế kỷ đến nay, con cháu cụ đã phát triển hưng thịnh từ một gốc, nay đã chia chi, chia cành, chia hộ, sinh trưởng, con cháu đông đúc, gắn bó yêu thương nhau, lối dõi tông đường. Dòng họ Bùi Văn cũng có truyền thống yêu nước lòng làn, căm thù giặc, từ những hàng trăm năm nay đã cùng các dòng họ anh em trong làng, khi binh biên thì cùng nhau đánh giặc, lúc hòa bình thì cùng nhau chung sống, lao động, học tập, làm lên lịch sử của làng Xuân La hôm nay. Đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã có nhiều tấm gương hoạt động cách mạng anh dũng chống lại kẻ thù để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ quê hương, như cụ Bùi Văn Sự vào những năm 1930-1939. Cụ đã đi tu tại chùa Trà Phương, xã Thủy Hương, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cụ đã tu thành sư ông và là cụ trụ trì đương gia tại chùa Trà Phương. Cụ đã lấy chùa làm nơi hoạt động nuôi dấu cán bộ cách mạng của Đảng trong thời kỳ kháng chiến tiền khởi nghĩa. Ngày nay, do có công lao của cụ đối với cách mạng, chùa Trà Phương đã được xếp hạng công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố. Đến năm 1940-1946, do tình hình của ta ở mặt trận đường Nam Hải Phòng, Hải Dương có nhiều biến động, cụ đã được chuyển về chùa Tháp, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cạnh đường Nam để tiện hoạt động. Tại đây, cụ đã biến chùa Tháp thành đầu mối liên lạc quan trọng của ta và là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng của Đảng trong kháng chiến tiền khởi nghĩa. Cụ là một võ sư, cụ đã dạy võ cho nhiều thanh niên yêu nước, có võ thuật, có bản lĩnh chiến đấu để tham vao vào mặt trận giải phóng đường Nam. Đến năm 1946, cụ mất, chùa đã không còn người trụ trì, đến 1995 mới khôi phục và có người trụ trì. Năm 2004, chùa được công nhận là di tích lịch sử của Hải Dương cấp thành phố. Do có nhiều công lao đóng góp của cụ trụ trì tại chùa, duy nhất có một trụ. Năm 2004, chùa được phong tiệu tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp nối truyền thống yêu nước đó, quý báu đó của cụ, cháu ruột cụ là ông Bùi Văn Lịch đã xung phong tình nguyện vào bộ đội chủ lực thuộc sư đoàn 320. Ông đã tham gia trận đánh mở màn nghi binh thu hút lực lượng địch về Tây Nam Ninh Bình để ta chuẩn bị mở chiến dịch Điện Biên năm 1954. Trong cuộc chiến đấu không cân sức, cam go và ác liệt đó, ông đã anh dũng hy sinh. Ông Bùi Văn Lịch đã được nhà nước và chính phủ truy tặng là liệt sĩ kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đầy gian khổ và ác liệt, con cháu dòng họ Bùi lại hăng hái lên đường tòng quân đánh giặc. Khi đất nước hòa bình, một số người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về địa phương, quê hương, dòng họ, nhưng cũng còn một số không trở về, nằm xuống nơi chiến trường để giữ bình yên cho cuộc sống hôm nay. Đó là các ông liệt sĩ Bùi Văn Khanh, Bùi Văn Cánh. Rồi đến những cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, hải đảo, ở đâu cũng có những người con dòng họ Bùi Văn tham gia chiến đấu, trực tiếp chiến đấu để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, biên giới và biển đảo của Tổ quốc.
Kính thưa toàn thể các quý vị, ngày nay đất nước hòa bình đang trên đà đổi mới và phát triển. Nhờ phúc ấm của tổ tiên mà con cháu dòng họ Bùi Văn đã và đang trưởng thành, thành danh trên nhiều lĩnh vực. Nhiều người đã giữ những chức vị quan trọng trong cơ quan nhà nước, các doanh nhân thành đạt trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Dù ở đâu, con cháu dòng họ Bùi Văn cũng phấn đấu vươn lên, cần cù lao động, hăng hái sản xuất, vun tố trạch, giữ gia thanh, ăn ở hiếu hiền, hòa thuận, giữ lòng trung tín nghĩa nhân. Kính thưa toàn thể các quý vị, kính thưa các cụ, các ông, các bà, hàng năm cứ hai kỳ giỗ tổ ngày 25 tháng 7 và mùng 8 tháng Giêng, toàn thể con cháu nội tộc hội tụ về nhà trưởng tộc để giỗ tổ. Mọi người đều nhận thấy nơi thờ cúng tổ tiên nội tự ngoại khách đã rất chật chội và eo hẹp. Do đó, nguyện vọng của đông đảo các cụ, các ông, các bà, con cháu đồng tâm nhất trí muốn xây dựng một ngôi nhà thờ mới nhưng dáng cổ, khang trang, hiện đại để phục thờ tiên tổ. Và các vị tiền đẹp, xuất phát từ những nguyện vọng đó, năm Canh Tí 2020 do điều kiện còn rất nhiều khó khăn đối với nhiều hộ gia đình trong dòng họ, nhưng thể theo nguyện vọng chính đáng đó của đông đảo các cụ, các ông, các bà, con cháu trong dòng họ tộc, nhờ nhà thờ họ Bùi Văn đã được triển khai mua đất để xây dựng nhà thờ mới. Nhà thờ được xây dựng ngày 4 tháng 11 năm 2020, tức ngày 19 tháng 9 năm Canh Tí. Nhưng do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của nhà thờ, sau hơn một năm, đến hết tháng 12 năm 2021, nhà thờ mới được hoàn thành tân lập trên nền đất mới. Công trình nhà thờ kiến trúc mang đậm nét cổ xưa nhưng cũng không kém phần khang trang, hiện đại, trang nghiêm để lưu truyền cho hậu thế. Có được như hôm nay, con cháu tụ hội nhà thờ rộn rã trống chiêng là kết quả của một gia tộc từ các cụ, các ông, các bà, con cháu hậu duệ dòng tộc đã đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, đoàn kết nhất trí giữa các ngành, các chi phái để đóng góp đầu tư xây dựng nhà thờ. Con cháu dòng họ cũng đã hoàn tất các việc đầu tư công đức, đóng góp về vật chất, kinh tế để xây dựng nhà thờ. Bên cạnh sự đóng góp quý báu đó của các cụ, các ông, các bà, con cháu nội tộc, ngoại tộc còn có những tấm lòng nhiệt tình, vô tư, đầy trách nhiệm như ông Vận, bác Vĩnh. Ngay từ những ngày đầu, ngoài việc đóng góp công đức, đã đứng ra cho họ vay tiền để xây dựng. Có những lúc công trình dang dở, gặp nhiều khó khăn về tiền bạc thì tinh thần trách nhiệm đó lại được đẩy lên như một cao trào. Nhiều người đã đứng ra cho họ vay, như bà Vinh, cụ Gián, bác Ban, chú Út Linh, chú Giáp đã cho vay toàn bộ số sơn để xây dựng nhà thờ. Cứ như vậy, dòng họ như nước lên, xô vỡ bờ ngăn cách trở. Cộng với sự nhiệt tình, tận tâm của các ông bà trong ban kiến thiết xây dựng nhà thờ đã có những quyết định hết sức quyết đoán và chính xác, đã làm các đoàn nhà, cộng với sự nhiệt tình của các đoàn thợ xây, thợ mộc và sự ủng hộ công đức rất lớn của các gia đình, các cá nhân trong dòng họ, việc xây dựng nhà thờ đã được ban kiến thiết quyết định xúc tiến xây dựng hoàn chỉnh, chứ không như dự kiến ban đầu của dòng họ chỉ xây xong phần móng. Công trình nhà thờ họ là một công trình kiến trúc văn hóa tâm linh phụng thờ tiên tổ, và còn là nơi con cháu hậu duệ dòng tộc nội ngoại về hội tụ tri ân báo đáp công lao công đức với tổ, các vị tiền liệt, tổ tông dòng họ. Thật vậy, xứng với hai câu vạn đại càn khôn hưng kiến tạo, cửu thiên nhật nguyệt đức lưu quang lưu, nghĩa là muôn đời khiêng thịnh, phải xây dựng nhà thờ họ để phụng thờ báo đáp với tổ tiên. Việc làm ấy sáng mãi đến chín phương trời, hoặc hay 9.000 năm. Kính thưa toàn thể các quý vị, kính thưa các cụ, các ông, các bà, không biết nói gì hơn trước sự đóng góp vô tư và quý báu đó của các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, trai gái, dâu rể, nội tộc, ngoại tộc. Thay mặt cho hội đồng gia tộc và hậu duệ dòng họ Bùi Văn, tôi xin gửi lời cảm ơn
và tri ân sâu sắc tới các gia đình, các ông bà đã cho họ vay tiền, đã xây dựng nhà thờ tiêu biểu như ông Vận, bác Vĩnh, bà Vinh, cụ Giám, chú Út Linh, bác Ban, ông Ba. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Hưng đã để lại cho họ mảnh đất cấp để xây dựng nhà thờ. Tôi xin trân trọng cảm ơn gia đình chú Khánh đã cùng anh em ủng hộ 15 mét vuông đất để mở rộng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cụ Búc ngoại tộc đã công đức 10 triệu đồng xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cụ Ngận ngoại tộc đã công đức 10 triệu đồng xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cháu anh ngoại tộc ở nước ngoài đã gửi về 5 triệu đồng để xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình bà con ngoại tộc ở nước ngoài đã gửi 5 triệu đồng về để xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cô Nhung ngoại tộc đã công đức 2 triệu đồng để xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cô Hà ngoại tộc đã công đức 2 triệu đồng để xây dựng nhà thờ. Tôi xin cảm ơn con cháu cụ Lơ ngoại tộc đã công đức 2 triệu 500 nghìn đồng để xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cụ Hàng ngoại tộc đã công đức 1 triệu 500 nghìn đồng xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Đường nội tộc ủng hộ 1 vị nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Cửa đã công đức toàn bộ bậc thềm đá trước cửa nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn chú Út Linh đã cúng yến một sập thờ để ở gian giữa thờ tổ. Tôi xin cảm ơn gia đình chú Giáp đã cho vay sơn để xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình ông Hạ đã làm và cho họ vay ngày công xây dựng nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình chú Dũng đã ủng hộ vật liệu làm toàn bộ điện nước cho nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình chú Tân đã ủng hộ số gạch lát sân nhà thờ. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cháu Lâm con bác Sơn đã ủng hộ bộ cổng nhà thờ. Và tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các ông bà trong nội tộc đã công đức cho nhà thờ 10 triệu đồng trở lên. Đó là ông Vận, bác Vĩnh, bác Ban, chú Linh, chú Giáp, chú Cường, bác Tèm, bác Thịnh Minh. Thay mặt cho gia tộc, tôi mong rằng trong thời gian tới, con cháu gần xa tiếp tục đóng góp để họ tộc có nhiều điều kiện xây dựng tiếp các hạng mục của công trình như dự kiến và mong muốn. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các gia đình, các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, trai gái, dâu rể, nội tộc trong nước và nước ngoài, con cháu hậu duệ dòng họ Bùi Văn đã đóng góp công đức ủng hộ về tinh thần, vật chất, tiền của, đất đai để xây dựng nhà thờ. Sự ủng hộ đó được dòng họ ghi nhận và cảm ơn tôn vinh, đục vào bia đá, ghi vào sổ vàng dòng họ để lưu truyền cho hậu thế. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cảm động thay khi cuộc sống còn những trăm mối bộn bề lo toan, nhưng nhờ phúc ấn của tổ tiên dòng họ, các cụ, các ông, các bà, anh em con cháu đã phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí, đồng sức đồng lòng, tạo lên một sức mạnh để cùng nhau xây dựng thành công nhà thờ tổ hôm nay. Từ đây về sau, nhà thờ là nơi hội tụ tri ân báo đáp công đức với tổ tiên, với các bậc tiền nhân, các đấng sinh thành, để cầu mong cho dòng họ Bùi Văn con cháu muôn đời thịnh vượng. Nhân dịp này, thay mặt cho hội đồng gia tộc, hậu duệ con cháu dòng họ Bùi Văn, tôi xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các vị đảng, chính quyền địa phương, các ông đại diện cho dòng họ Bùi huyện Kiến Thụy, các vị trưởng làng văn hóa Xuân Na, các vị đại diện bản đình, các vị đại diện cho chùa Linh Sơn, văn miếu Xuân Na, đại diện trưởng các tộc, các dòng họ Bùi Hữu, Bùi Vũ tộc và các ông bà, anh chị em, con cháu, nội tộc
dòng họ Bùi Văn đã có mặt trong buổi lễ trọng thể này. Một lần nữa, tôi xin kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu, các quý khách, các vị đại diện, các cụ, các ông, các bà, các anh chị em nội ngoại tộc trong nước và nước ngoài có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa chân linh tiền nhân cụ Bùi Tổ Chứ, kính thưa quý vị đại biểu cùng các vị khách quý, quý ông, quý bà, các anh, các bác, các anh chị em trong họ Bùi Văn, trước tiên cho phép tôi thay mặt ban chấp hành cộng đồng họ Bùi huyện Kiến Thụy xin gửi tới quý vị đại biểu, quý ông, quý bà, cô bác, anh chị em trong họ Bùi lời chào chúc mừng chân thành nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, quý ông, quý bà cùng toàn thể thành viên trong họ Bùi, Bùi Văn vinh dự hôm nay được về dự lễ khánh thành từ đường nơi tôn thờ tỷ tổ, được nghe mà ban tổ chức báo cáo dự toán quyết toán triển khai đóng góp cúng tiến của các thành viên trong họ với sự quyết tâm nhất trí đồng lòng từ các cụ cao niên cho đến toàn thể thành viên trong họ đã xây dựng nên một công trình nhà thờ, nhà từ đường thờ cúng tổ tiên, là người đã có công sản sinh ra dòng họ Bùi Văn cho thế hệ hôm nay và cho muôn đời sau đó, cũng là nơi hội tụ cháu chắc xa gần về thắp nén hương kính cẩn kính báo với tổ tiên những gì đã thành đạt trong công tác lao động trong cuộc sống, đó cũng là tìm về cội nguồn tôn vinh tổ tiên. Cũng như 10 năm qua, ông Bùi Văn Vườn và ông Bùi Văn Quỳnh đã có công đóng góp tích cực xây dựng tổ chức cộng đồng họ Bùi huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng để tìm về cội nguồn người sinh ra dòng họ Bùi Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý ông, quý bà cùng toàn thể thành viên trong dòng họ Bùi Văn, theo tư liệu và sử sách, họ Bùi Văn Việt Nam đã được Bộ Văn hóa Việt Nam đã có tới 264 các nhà khoa bảng họ Bùi trên toàn quốc. Qua triều đại nhà nước phong kiến từ đời vua Trần Nhân Tông cho đến triều đại vua Mạc Đăng Dung, trên mảnh đất Địa Ninh Nhân Kiệt, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn xưa nay là huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, tại Văn Miếu thôn Xuân A, xã Thanh Sơn, trong số 10 danh nhân khoa bảng thì họ Bùi có 5 khoa bảng đời vua Lê Thánh Tông cho đến vua Mạc Đăng Doanh, đặc biệt là có thủy tổ tiến sĩ cụ Bùi Tổ Chứ, người xã Thanh Sơn, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, đây là thôn
Xuân La, xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Cầu mong anh Đinh Tiên Tổ luôn luôn tỏa sáng, dẫn dắt các thế hệ cháu con họ Bùi Văn tới đỉnh vinh quang. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo là phần dâng hương. Ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Bùi Văn Vườn, trưởng tộc họ Bùi Văn cùng đại diện các ngành họ Bùi vào dâng hương thờ tổ. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
trọng như thế.